tuần này. Gay cấn, kịch tính và đầy cảm xúc, xen lẫn những màn đối đáp hài hước của các huấn luyện viên. Giờ anh là chị Tuyết không bấm cho em rồi. Ủa, nãy giờ mình... có ai hỏi tôi gì đâu. Ai quan tâm đến chị hết em à? Em quan tâm chị Tuyết ạ. Cái gì mà bò lê vậy Quốc Đại? Đại. Thôi anh luôn cái... Rồi đỡ mặt, đỡ mặt, đỡ mặt. Những tài năng âm nhạc mới nào sẽ lộ diện để trở thành chủ nhân của những tấm vé may mắn bước vào vòng trong? Và một điều vô cùng bất ngờ, tuần này nữ huấn luyện viên xinh đẹp Cẩm Ly lần đầu bật mí về ca khúc hoàn toàn mới ngay tại sân khấu của Ai Sẽ Thành Sao 2019 này sau bao năm ấp ủ. Sẽ có trong tập thứ hai của vòng lộ diện sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ thứ hai ngày 24 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.